Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu đây là lô 17 con mấy câu Nhật Bãi. Và ở đây mình có là size từ 2000 cho đến là hôm nay là size từ 2000 cho đến là 7000 nha các bạn. Thì hôm nay mình có ở đây một số máy carbon đời cao có phanh ABS. Thì có tất cả là 17 con. Giá mình báo đó là chưa bao gồm phí ship nha. Ship có toàn quốc là 30.000 một đơn đối với máy. Con số 1. Số 1 ở đây mình có con này là con Shimano, này là Shimano D1. Máy này là full kim loại nha các bạn. Máy rất là nhỏ gọn nhưng mà chắc máy. Con này là con Shimano được sản xuất ở Korea nha. Máy full kim loại. Cước số 3 vào được 125m, số 2 là vào được 160m, size tương của nó là size 2000 nha các bạn. Mô bin động. Con này đổi tay trái phải được nha. Giờ cước. Máy còn khá là ok nha các bạn. Máy dòng này thì máy rất là nhỏ gọn nhưng mà chắc máy. Cái này các bạn có thể câu với tầm ISO hoặc là câu với câu tôm hoặc là câu máy nhỏ nha. Câu cái nhỏ. Máy quay nhẹ mượt. Hoạt động rất là êm. Con này thì ngoại hình nó trầy xước ít, chủ yếu là trầy dọc phần lưng như thế này. Số 1 nặng 280g. Máy rất là nhỏ nhưng mà rất là chắc nha các bạn, rất là nặng. Con này là con số 1, giá là 350.000. Tiếp đó là con số 2. Số 2 đây mình có là con Shimano MERZ0, ratio là 3.8. Con này là cổ carbon, thân kim loại. Mô bin động. Con này bị tuột lưỡi ga, không có lưỡi ga nha các bạn, bị tuột lưỡi ga rồi. Con này là cước số 6 là vào được 210m, số 7 vào được 160m, size thường của nó là size 6000. Rito 3.8. Dòng Shimano Nhật. Ra cước. Con này đổi tay trái phải được, mô bin động nha. Ngoại hình tổng thể như này. Con này thì trầy xước nhẹ viền lưng. Độ mở con này mở tầm 70-75%. Đây, máy quay rất là êm các bạn. Con này quay cực kỳ nhẹ mượt luôn nha. Nói chung ngoài cái khuyết điểm của nó là bị tuột cái lưỡi gà ra, thì khi kéo cá các bạn không có nghe cái tiếng kêu tê tê thì nó không có khuyết điểm gì nha. Máy rất là ok. Con này nặng là 480g. Con này là con số 2. Số 2 này giá 370.000, size 6000, hàng Shimano. Số 3. Số 3 là con Daiwa Silverline. Daiwa Silverline 1000, máy này là full kim loại. Mô bin động. Con này đổ tay trái phải được. Cước số 7 vào 110m, số 4 220m. Con này size thường của nó từ 4000 đến 4500. Giờ cước. Ngoại hình như thế này. Nó hơi gỉ ở phần đây, mà không ảnh hưởng gì nhưng mà không có bị đứt cước hay như thế nào hết. Hàng Daiwa Nhật. Quay rất là nhẹ. Quay cực kỳ nhẹ. Con này là con số 3. Độ mở con này mở tầm 70%. Đây, trầy xước như thế này. Số 3 nặng là 380g. Con số 3 này giá là 320.000. Số 4. Số 4 ở đây mình có là con Daiwa Sportline ST3000. Con này cước số 7 vào 200m, số 6 220m, size tường của nó là size 7000. Dòng này thì có cốt trợ lực nha các bạn. Đây các bạn thấy cốt ở đây này. Có cốt trợ lực, mô bin động. Con này đổi tay trái phải được nha. Hàng Daiwa Nhật. Gà cước ok. Gà cước của nó này. Ngoại hình con này, ngoại hình hơi trầy xước. Độ mới này mới tầm 65-70%. Có trầy xước như thế này.
Máy này quay nhẹ mực, quay rất là nhẹ. Con này thì các bạn có thể size 7.000 có cúc trợ lực, thì các bạn có thể câu được cá lớn, câu cá tra hoặc là mình câu biển được nha các bạn. Con số 4 nặng là 500, con này nặng 560g. Số 4 giá 470.000. Số 5 ở đây mình có là con Olympic. Con này là Olympic dòng CR700. Máy này là full carbon, tay quay của nó là tay quay kim loại. Cước số 2 vào được 165m, số 3 là vào được 110m. Con này size tướng của nó là size 2000 nha các bạn. Bobin động. Đổi tay trái phải được giặt cước. Hàng Olympic Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình trời số X, đồ mới của này mới tầm 75%. Con này là con số 5. Con số 5 nặng là 230g. Số 5 này giá là 330.000. Số 6 ở đây mình có là một con đai qua đời cao. Con này là dòng đây. Con này là đai qua đời cao, dòng đai qua Riga S size lua 2000Y. Size thưởng của nó là size 2000 nha các bạn. Cước số 2 là vào được 150m, số 3 là vào được 100m. Size thưởng của nó là size 2000. Con này có phân ABS nha. Mô pin động. Đổi tay trái phải được. Dòng này là chuyên cho khách nào câu lua. Câu lua, câu rê các bạn. Đây, gạt cứ ok. Ngoại hình như thế này. Máy này ngoại hình thì còn khá là đẹp. Đồ mới con này mới tầm 75%. Trời giữ ít hàng Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật nha. Rất là êm các bạn. Con này quay cực kỳ êm luôn nha. Xe lua thì nó quay rất là nhanh và êm. Có phân ABS. Con này nặng là 280g. Con này là con số 6. Số 6 này giá 500.000. Số 7 đây mình có là con Shimano. Con này là Shimano Accord 2000. Máy này là full carbon, tay quay của nó là tay quay kim loại. Con này cước số 2 vào 150m, số 3 là vào được 100m, size tưởng là size 2000. Mô pin động, đổi tay trái phải được. Giờ cứ ok, hàng Shimano được sản xuất ở Malaysia. Hàng Malaysia xuất Nhật nha. Quay rất là nhẹ. Con này là con số 7, ngoại hình đồ mới con này mới tầm 80%, trời sức ít. Nặng là 260g. Con này là con số 7, giá 350.000. Số 8. Số 8 ở đây mình có là con Shimano MRZ600, ratio là 3.4. Cước số 5 vào được 160m, số 4 vào được 210m. Size thưởng của nó là size 4.000 đến 4.500. Máy này là mô pin động, cố carbon, thân kim loại. Nên là cố của nó là bị tuột lưỡi ra nha các bạn. Con này đổ tay trái phải được nha. Gạt cước. Máy còn rất là mới, độ mới này mới tầm 80%. Trầy xước rất là ít. Hàng Shimano Nhật. Quay rất là nhẹ nha các bạn.
cực kỳ nhẹ mượt luôn. Con này là con số 8 này. Con số 8 nặng 400g, giá là 340.000. Tiếp đó là con số 9. Con số 9 ở đây mình có là một con Olympic nha các bạn. Con này là con Olympic Let's Go V350. Con này thì có hai mặt đạn nha. Đây, hai mặt đạn. Dòng này thì con này radio của nó khá là lớn các bạn. Nặng là 485g, radio là 6.2. Dòng máy nhôm thì con này radio rất là lớn, mua pin động. Con này đổ tay trái phải được nha. Cốt lớn, không có cốt trợ lực nha các bạn. Không có cốt trợ lực. Cái cước của nó này. Ngoài hình tổng thể như thế này. Con này là cước số 6 220m, số 8 là 120m. Size tướng của nó là size 6000. Hàng Olympic Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này đổ tay trái phải được nha. Máy này quay rất là khỏe. Radio nó rất là lớn. Radio 6.2 là mình chỉ cần quay một vòng là con máy nó đã quay được 6.2 vòng full dây rất là nhanh. Con này nặng là 520g. Độ mới con này mới tầm 70%, có trầy xước như thế này. Đấy các bạn. Cái này là tróc cái sơn nha các bạn, nhưng nó không phải là gỉ, nên là cái này nó không có bị đứt dây. Không có bị đứt dây, cái này là tróc cái sơn. Ở ngoài người ta phủ thêm một lớp sơn này này. Con này là con số 9 này, số 9 giá là 440.000. Số 10. Số 10 đây mình có là con Olympic Spark VO. Đây, con này là con Olympic Spark VO 1800. Máy này là full kim loại. Mô pin động. Đổi tay trái phải được. Con này là nặng là 440g, ratio là 4.5. Cước số 5 215m, số 6 180m, size tưởng của nó là size 5000. Mô pin động. Đổi tay trái phải được. Đặt cước. Hàng Olympic Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này ngoại hình có trầy xước, độ mới này mới tầm 70%. Ở bên đây là nó bị nắp, mất cái nắp ngoài nha các bạn, mất nắp ngoài. Quay rất là khỏe. Máy này rất là nặng, cầm rất là chắc tay nha. Con này là con số 10. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con số 10 nặng 440g. Số 10 này giá 370.000. Số 11. Số 11 ở đây mình có là một con Diamond. Diamond là hàng nội địa Nhật. Đây các bạn. Con Diamond này thì có 4 mặt đạn nha. Hàng Diamond, mấy anh chơi band, chữ chơi band viết hoa cách điệu như thế này. Ở đây khóa của nó có khối số nha. Mô pin đầu. Con này size tưởng của nó này. Cước số 2 vào 300m, số 3 vào được 200m, size tưởng của nó là size 3000 nha các bạn. Cố của nó là cố được mạ gôn như thế này. Là cứ ok. Bằng tay quay của nó thì bị tróc như thế này nha các bạn. Đây, tróc sơ. Đây. Tay quay thì nó hơi xấu, còn lại khá là ok. Màu trắng, màu của nó là màu trắng sữa như thế này. Cán gỗ. Con này là 4 mặt đạn, nó quay rất là nhẹ các bạn. Quay rất là nhẹ. Nhưng con này thì ngoại hình thì nó hơi bị xấu ở phần tay quay vậy thôi. Ngoại hình thì hơi xấu tay quay, mà tay quay này là tay quay cán gỗ nó hoàn nha, chỉ là tróc sơn thôi.
Còn lại thì 4 bạc đạn quay nhẹ mực khóa số. Con này nặng là 350g. Con này là con số 11. Số 11 giá là 350.000. Số 12. 12 đây mình có là con Daiwa. Con này là Daiwa Custom AC nâu 3. Cố này là cố kim loại chống gỉ sét nha. Cước số 5 170m, số 4 220m. Size tương ứng của nó là từ 4.500 đến 5.000. Size thật của nó là tầm 4.500 các bạn. 4.500 mô bên động. Con này đổi tay trái phải được. Đặt tiếp ok. Đây, ngoại hình máy thì chỉ trầy xước nhẹ đây. Còn lại khá là ok, máy cũng khá là sáng nha các bạn. Trầy xước ít. Size 4.500 mô bên động. Đổi tay trái phải được, hàng đang qua Nhật. Máy quay rất là nhẹ. Độ mới con này mới tầm 75-80%. Quay rất là nhẹ. Con này là con số 12. Con số 12 này nặng là 380g. Giá là 390.000. Số 13. 13 đây mình có là con Daiwa Silverline 500. Con này là cố carbon, thân kim loại. Mô bên đầu. Đổi tay trái phải được. Hàng Daiwa Nhật nha. Size thật của nó là size 4.000. Đặt cước ok. Con này thì ngoại hình còn khá là sáng. Đầu bối này mới tầm 70-75. Tầm 75% các bạn. Khá là sáng, trầy xước rất là ít. Quay nhẹ mượt, con này là con số 13. Số 13 giá là 340.000. Con này nặng là 360g. Số 14. 14 ở đây mình có là một con. Con này là con Ryobi Akushima, hàng nội địa Nhật. Dòng này dòng lon cá là cối dài nha các bạn. Retail là 4.7. Akushima 3500Z. Con này là cước số 5 vào được 200m, số 6 là vào được 160m, size từ hướng là size 6.000. Mô biên động. Đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này là một con Ryobi đời cao. Đặt cước ok. Hàng Ryobi Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này. Máy này là full carbon, tay quay của nó là tay quay. Máy này thì quay rất là nhẹ nha các bạn. Dòng dòng máy carbon đời cao. Máy quay rất là êm, rất là mượt. Bạn quay gần như nó không có tiếng kêu luôn nha. Quay rất là mượt nha. Máy này thì các bạn có thể mua về mình rê cá lóc. Hoặc là nói chung là con lua được các bạn. Con lua con rê được. Hoặc là mình khách nào mà quen con máy carbon thì mua dòng này về câu rất là ok. Máy Nhật nên nó rất là bền nữa. Con này là con số 14 này. Con số 14 này giá là 500.000. Nặng là 500g nha. Size 6.000, nặng 500g. Số 15. 15 ở đây mình có là con đuôi chuột. Con này là con Daiwa Raphine này. Raphine là carbon nha các bạn. Raphine là các bạn cứ đây, Raphine là dòng một dòng carbon. Con này là tên của nó là ZRI 2050H, dòng đuôi chuột của Daiwa. Ở đây nó có cái gạt hai chế độ như thế này, là bằng cái nút bấm bên này on off này, bấm bên thân. Dòng đuôi chuột nhấn nút để lấy cối, xả một bên là đuôi nha các bạn. Đây, xả một bên là đuôi nha, một bên động nha. Con này là cước số 6 vào được 145m này. Số 5 là vào được 180m, số 4 200. Số 4 là 240m. Con này size tư ứng của nó là size 5.000.
chế độ high speed, tốc độ của nó radio của nó là 4.8, vô biên động. Con này đổ tay trái phải được nha, cả cước. Máy còn khá là sáng, đồ mới con này mới tầm 75%, trầy xước ít nha các bạn. Hàng Daiwa Thái Lan. Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Quay rất là nhẹ. Ở đây là cái tiếng kêu mà các bạn nghe ở đây này. Cái tiếng kêu này là tiếng kêu ở phần cái tay quay này, nhưng mà nó không có bị khựng, không có bị gì nha các bạn. Quay rất là nhẹ. Quay rất là nhẹ. Con này là con số 15, size 5000, ngoại hình tổng thể như thế này. Độ mới mới tầm 75-80%. Size 5000 nặng là 360g. Con này là con số 15, giá là 450.000. Tiếp đó là con số 16. 16 đây mình có là con Ryobi Side Note. Con này là cước số 4 vào được 250m, số 5 là vào được 200m, size tường huống là size 5000 nha các bạn. Máy này là full carbon, tay quay của nó là tay quay nhôm nha. Con này mô bin động, đổi tay trái phải được, cứ ok. Cái dòng này là khách nào mà quen xài dòng Ryobi Side Note này biết dòng này xài rất là êm nha, xài cực kỳ êm luôn, gặp cứ ok nha các bạn. Con này mô bin động, đổi tay trái phải được, Ryobi Nhật. Mà nhìn máy quay rất là êm. Dòng này mình lua được, quay cực kỳ nhẹ mượt. Dòng này vừa xài vừa rất là êm, rất là bền nữa. Con này là con số 16. Độ mới con này mới tầm 75%, trầy xước nhẹ thôi. Ở đây là phần người ta đang xài ở đây là sợi siêu bền. Cái này nó tại vì màu nâu nên nhìn nó không có được sáng không. Nhưng mà thật chất con máy này nhìn rất là mới nha. Con này nặng là 450g. Con này là con số 16, số 16 này giá 500.000. Tiếp là con số 17. 17 đây mình có là con Olympic, con này là Olympic VR 1000. Con này radio là 3.8, cước số 5 175m, số 4 220m, size thật của nó là từ 4.500 đến 5.000 nha các bạn. Mô bin động, full kim loại nha. Mô bin động. Con này đổi tay trái phải được. Đây, gặp cước. Máy này khá là đẹp, độ mới này mới tầm 75%. Con này mới tầm 15%, chủ yếu trầy xước nhĩ viền lưng. Hàng Olympic Nhật. Quay rất là nhẹ. Con này ngoại hình với tầm 75%, con này là con số 17, con cuối cùng. Con số 17 này nặng là 400g. Số 17 này giá là 390.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 17 con máy câu. Các bạn lấy con nào comment dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop qua số trên màn hình 0903 154 991. Cảm ơn xin chào tất cả các bạn.